Những ngày cách ly xã hội để phòng bệnh COVID-19, nhiều người bán hàng rong, xe ôm, bán vé số trở nên thất nghiệp, cuộc sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, những suất cơm nóng hổi hay những gói mì tôm được trao tận tay miễn phí. Ngay lúc này cũng trở thành một niềm vui lớn lao giúp họ vượt qua những ngày thiếu thốn. Gần 6 năm mưu sinh bằng nghề bán vé số, trước mùa dịch COVID-19, bà Huỳnh Thị Lam mỗi ngày kiếm được khoảng 70-100.000 đồng một ngày, đủ để nuôi sống bản thân và đứa con trai khuyết tật. Thế nhưng những ngày dịch bệnh kéo dài, việc bán vé số phải dừng, khiến gia cảnh bà Lam đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, những bữa cơm miễn phí đã giúp bà và những người lao động không có việc làm khác vượt qua từng ngày. Người nói này cũng nhờ ba ngày này là xin cơm từ thiện ăn, cũng đỡ. Trong cho cái dịch này ấy thì giờ cho đi bón lợ thì cái miếng đồng chứ trời cũng chẳng biết tính ràng chứ. Vậy chỉ còn tấm lòng vàng này làm được những việc này. Nhiều người không có điều kiện mà đâu có làm. Nhưng những người này là họ hy sinh cái phần quyền lợi của họ, tiền bạc của họ, công sức của họ, giúp đỡ những người nghèo như tôi. Đó. Với tâm nguyện một miếng khi đói bằng một gói khi no, từ quỹ từ thiện Bông Sen và sự ủng hộ của các mạnh thường quân, anh Nguyễn Duy Đức và các cộng sự của mình đã lập ra các quán cơm yên vui với giá từ 1-2.000 đồng một suất. Anh còn tích cực vận động cộng đồng đóng góp thực phẩm để có nhiều suất cơm hơn cho người lao động nghèo, người khuyết tật trên địa bàn, nhất là trong mùa dịch bệnh này. Hỗ trợ cho bà con như là bán vé số, lượm ve chai, xe ôm hay là những người lao động khó khăn, hay là các hoàn cảnh khó khăn về khuyết tật ấy. Thì mình sẽ hỗ trợ suốt các buổi trong tuần, vào buổi trưa 11 giờ thì tại 3 điểm là 68 Lý Tiện và 94 Phan Thanh và 282C Trân Nữ Vương. Và ngoài ra thì có một cái nhóm bạn tình nguyện viên thì phát di động, phát hỗ trợ di động thêm. Kể từ ngày thực hiện cách ly xã hội, các quán cơm Yên Vui đã phát liên tục tất cả các ngày trong tuần với 250 suất mỗi ngày. Anh Đức chia sẻ, hoạt động này sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi nào hết dịch bệnh để giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng.